Xin chào các bạn đến với kênh của Huy. Nhắc đến dòng Air Class thì chúng ta nghĩ ngay đến cái sự sang trọng, lịch lãm, quyền quý và có một cái gì đó cổ điển. Và trong đầu năm 2021 này, Mercedes-Benz Việt Nam đã cho ra mắt phiên bản facelift hay gọi là nâng cấp của dòng Air Class. Và hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một phiên bản E200 Exclusive mới nhất vừa được công bố tại Việt Nam. Chúng ta thấy ngay ở phần đầu xe vẫn là một cái gen sang trọng lịch lãm, nhưng đã được mang vào trong một cái hơi thở của sự thể thao. Chúng ta thấy một cái gì nét gì đó tương lai và thể thao hơn ở ngay cái phần đầu xe của chiếc E200 Exclusive này. Theo mình nổi bật đó chính là cái phần mặt nạ này. Cái phần mặt nạ vẫn có cái ADN của sự truyền thống, nhưng đã được thiết kế mỏng lại. Mỏng lại và nhọn hơn so với phiên bản trước, với ba cái nan kép bên trong rất là đẹp, kết hợp cùng logo ngôi sao ba cánh ở trên. Kết hợp với đó là cái cụm đèn pha. Cái cụm đèn pha này cũng là một sự phá cách luôn các bạn. Nó có một cái dây LED hình móc câu chiếu sáng 3 ngày. Và cái khoang ở dưới cũng rất là được cách điệu, hoàn toàn khác so với phiên bản trước đó. Cùng với đó, theo mình là cái phần cản trước này nó tạo nên cái điểm nhấn rất là đặc biệt của chiếc xe. Nhìn vào cái cản trước này, mình liên tưởng tới dòng Maybach các bạn, với một cái đường chrome dày được uốn từ bên trái vòng qua bên phải xe. So với phiên bản trước thì cái đường chrome này nó đã được dày hơn và nó được uốn lượng và nhiều hơn so với phiên bản trước. Cùng với đó, ở phía dưới này có thêm một cái đường chrome mỏng. Bên trong chúng ta có những cái họa tiết hiệu ứng tổ ong được cách điệu bên trong. Cái chất liệu chrome được sử dụng khá là nhiều trên phiên bản này, do đây là một cái phiên bản hướng đến cái sự lịch lãm sang trọng. Dưới nắp capo của chiếc E200 Exclusive này là khối động cơ 2.0 tăng áp cuộn kép, sản sinh công suất cực đại lên đến 197 mã lực và mô men xoắn cực đại lên đến 350 Nm, một con số rất là dư dùng ở Việt Nam. Chúng ta thấy cái khoang động cơ của E200 Exclusive. Khối động cơ này kết hợp với hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động cầu sau, giúp E200 Exclusive của chúng ta có thể tự tin mỗi khi chúng ta muốn bứt tốc. Ở trên nắp capo chúng ta có một cái tấm màu đen để chúng ta cách âm với khoang bên trong. Rồi chúng ta tiến ra phần thân xe nha. Ở cái phiên bản mới này thì cái chiều dài của chiếc xe đã được tăng lên, cộng với lại cái kiểu thiết kế rất là trường xe, nên khi mà nhìn từ ngang hông, chiếc E200 Exclusive rất là trường xe, cảm giác rất là dài so với cái chiều dài thực tế của nó là hơn 4m9. Cộng với trên cái thân xe được dập hai cái đường gân, làm cho cái xe nó trở nên cứng cáp hơn. Phía dưới chúng ta có một cái đường chrome dày nẹp bên dưới. Tất nhiên rồi, chiếc E200 Exclusive của chúng ta cũng được trang bị là cửa hít. Và có chức năng là keyless go, đóng mở cửa thông minh, và được mạ chrome trên tay nắm cửa. Chúng ta xem thử cái kính cửa này nha. Cái kính của chúng ta chỉ được trang bị là kính một lớp thôi, chưa được trang bị là kính hai lớp, nhưng cái phần kính này khá là dày, đóng cửa rất là chắc luôn các bạn, rất là chắc. Cái phần thân xe rất là chắc, rất là chắc luôn các bạn. E200 Exclusive nổi tiếng về cái sự đầm chắc, êm ái và cực kỳ êm. Nó đến từ cái bộ khung sườn, từ cái khung gầm, từ hệ thống treo, rất rất là nhiều thứ ha. Và có một cái bộ mâm đa chấu
18 inch. Theo mình cái bộ mâm này nó rất là phù hợp với lại cái phần đầu xe, với cái style kiểu sang trọng thế này, kết hợp với một cái bộ lốp dày của Michelin, hứa hẹn sẽ vận hành rất là êm. Viền cửa chúng ta có cái đường chrome dày, được mạ rất là sáng bóng. Chúng ta tiến sang cái phần đuôi xe nha. Ở cái phần đuôi xe là một cái sự khác biệt rõ rệt để nhận biết so với phiên bản trước đó, nổi bật là cái cụm đèn hậu nay đã được thiết kế lại mỏng hơn, dài hơn so với cái kiểu cánh hạt trước đó. Bên trong chúng ta có hai cái dây led xếp chồng lên nhau với cái những cái họa tiết hình chữ nhật rất là đẹp, rất là trẻ trung luôn các bạn. Và chúng ta có một cái đường chrome dài vuốt từ trái sang phải xe, làm chiếc xe nhìn từ bên phía sau nó rất là cứng cáp. Phía dưới chúng ta có hai cái cụm ống xả kép được mạ chrome và một cái đường chrome dài mỏng kéo dài từ bên phải sang bên trái xe. Các bạn để ý là ở cái phần cản sau và cái phần cản trước của chiếc E200 Exclusive này, nó có một cái sự đồng điệu, cũng là một cái kiểu thiết kế chrome kéo dài từ bên trái sang bên phải xe, tạo cho chiếc xe cảm giác nó rộng hơn, nó sang hơn. Và chúng ta xem cái phần cốp xe nha. Cái phần cốp rất là rộng. Một chiếc xe sang trọng nhưng rất là thực dụng, rất là rộng ha. Và chúng ta có thể gập hai cái hàng ghế sau lại để chúng ta để đồ. Đây. Đồ chúng ta sẽ được để từ phía sau lên thẳng phía trước luôn, rất là tiện lợi. Lên chúng ta dùng tay thôi, chúng ta gập lên cũng rất là nhẹ nhàng. Chiếc E200 Exclusive được trang bị rất là nhiều những tính năng an toàn bên trong xe. Ví dụ như là tính năng cân bằng điện tử tích hợp chống trượt này. Khi chúng ta bo cua tốc độ cao đó thì cái xe nó sẽ luôn luôn ở cái được trạng thái là cứng vững, không bị trượt. Và có những hệ thống ví dụ như là chống bó cứng phanh ABS này. Bật mí với các bạn, hệ thống ABS và hệ thống ESP cân bằng điện tử là hệ thống do Mercedes-Benz phát minh ra và được sử dụng rộng rãi cho đến ngày nay. Đồng thời nữa là chúng ta có những hệ thống ví dụ như là phân bổ lực phanh điện tử và hệ thống phanh nhấp nháy khẩn cấp. Khi mà chúng ta đi tốc độ từ 50 trở lên, chúng ta thắng gấp á, thì ba cái đèn hậu nó sẽ nhấp nháy liên hồi để người sau biết và không đụng vào đuôi của chúng ta, rất là an toàn luôn. Và có một hệ thống nữa an toàn cực kỳ mà lát nữa đây vào bên trong mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ khám phá tiếp cái phần cánh cửa của chiếc xe nha. Ở phần cánh cửa của chiếc xe được thiết kế rất là tỉ mỉ với một cái phần ốp da trên với những đường chỉ may xuyên suốt rất là đẹp. Chút điều hơi tí chút xíu là cái phần chốt cửa này, giá như nó được thêm một chút chrome thì nó sẽ hay hơn ha. Và chúng ta được ốp gỗ ốc chó. Gỗ ốc chó, mình cực kỳ thích cái phần gỗ này. Cái phần gỗ này nó tạo nên chiếc xe cái sự sang trọng rất là đặc biệt. Ở phiên bản trước thì chúng ta được trang bị là gỗ tầng bì sần, thì bây giờ chúng ta được ốp gỗ bóng ốc chó cao cấp. Và khi mà cái gỗ này chúng ta ra nắng đó các bạn, thì nó ẩn lên những cái đường vân rất là sang luôn, kết hợp với lại một cái đường chrome phía dưới hình gọi là cái màu nhôm khói rất là đẹp. Hai hàng ghế trước được chỉnh điện nhớ ba vị trí. Phía dưới chúng ta được bọc da này, ở đây là nhựa mềm cao cấp này. Những cái nút, toàn bộ những cái nút và chốt cửa đều được mạ chrome. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến vào bên trong xe nha. Rồi chúng ta đề máy lên. Ok, đúng là dòng E-Class vẫn là cái gen rất là sang trọng từ bên ngoài và đến nội thất. Chúng ta thấy nổi bật, mình vẫn phải nhắc lại, đó chính là cái phần ốp gỗ này, ốp gỗ ngang này và ốp gỗ dọc phía dưới này, rất là đẹp luôn. Mình cực kỳ thích cái phần gỗ này. Đấy. Nhưng mà các bạn lưu ý là khi chúng ta sử dụng á, thì chúng ta nên
dán một cái lớp phim trong ở cái phần gỗ này để nó hạn chế vết trầy. À, rồi chúng ta có những cái hốc gió được mạ chrome này. Đây, và một cái đường chrome màu nhôm khói ở phía dưới. Chúng ta có những cái nút chỉnh lạnh cũng được mạ chrome phay xước. Đây, để ly, để đồ. Xe chưa được trang bị cái hệ thống sạc không dây, nhưng bù lại nó có hệ thống Apple CarPlay và Android Auto. Ở trên chúng ta được bọc da. Một cái điểm này cũng rất là hay, đó chính là ở phiên bản trước, cái phần này là phần nhựa ha, nhựa mềm cao cấp, thì ở đây chúng ta được bọc da rồi. Và một cái điểm rất là thú vị nữa, đó chính là cái phần vô lăng. À, vô lăng của chúng ta đã được thiết kế mới lại hoàn toàn. Nhìn nó có gì đó, nó trẻ trung hơn, nó tương lai hơn. À, với những cái đường chrome cũng được uốn xung quanh. Và vô lăng được bọc da Napa, chúng ta xoay cầm nắm rất là thích luôn các bạn. Và cái vô lăng này được trợ lực điện ha, để khi mà chúng ta đi những cái đường bên trong nội thành á, nó sẽ rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà khi chúng ta đi những cái đường mà tốc độ cao thì nó sẽ đầm lại chúng ta. Và cái vô lăng này cũng được chỉnh điện. Đấy. Trên vô lăng chúng ta được trang bị những cái nút như là giới hạn tốc độ này, rồi ga tự động này, những cái chức năng rất là quen thuộc rồi. Nhưng mà những cái nút này đã được thiết kế khác so với phiên bản trước. Ở phiên bản trước á, thì những cái nút này được mạ chrome phay xước, thì ở đây chúng ta đã được phủ bóng. Cá nhân mình thích cái kiểu trước hơn, nó dễ thao tác, nó cổ điển mà nó không lại để dấu vân tay. À, thì để vô vân tay ha. Phía sau chúng ta có hai cái lẫy chuyển số cũng được mạ chrome. Đấy. Và cái màn hình bên trong, đây gần như là một cái kiểu định vị nhận diện của Mercedes-Benz trong những năm gần đây rồi. Chúng ta thấy một cái màn hình trải dài từ bên trái sang bên phải, rất là rộng luôn, rất là nét luôn. Và riêng cái màn hình đồng hồ này, chúng ta có thể điều chỉnh được những cái kiểu khác nhau. Đây, truyền thống này, thể thao này, đó. Rất là nhiều kiểu ha, tùy vào cái sở thích của chúng ta, cấp tiến, nhẹ nhàng, vân vân. Và sang cái bên phải, rất là nét, có cả tiếng Việt và cả tiếng Anh. Và chúng ta có thể cảm ứng được ha. Ở phiên bản trước chúng ta không có cảm ứng được ha, phiên này chúng ta cảm ứng được. Và trên màn hình này chúng ta có thể nghe nhạc nè. Và có chức năng là đèn viền nội thất 64 màu, tạo cảm giác rất là lung linh khi mà chúng ta ngồi bên trong xe. Do mình đang quay bên ngoài trời nắng nên là cái đèn viền nó chưa cẩn lên ha. Và cái dàn loa của xe này là loa tiêu chuẩn thôi, chứ chưa có được trang bị loa Burmester. Giá như nó được trang bị loa Burmester thì còn tuyệt vời hơn nữa ha. Và một cái điểm cũng hơi tiếc nữa, đó chính là cái phần này. Ở phiên bản trước nó có một cái đồng hồ, thì ở phiên bản này mình hơi tiếc nó lại không có cái đồng hồ. Mặc dù đây chính là một cái điểm nhấn rất là hay ha. Tiếp theo chúng ta có cái chế độ lái Eco là tiết kiệm nhiên liệu này, Comfort là êm, Sport là bốc ha, Sport cộng là chế độ mạnh nhất của xe. Và Individual thì chúng ta có thể chủ động thay đổi những cái bên trong của chế độ lái ha, theo ý mình. Và khi mà chúng ta thay đổi chế độ lái như vậy á, thì nó sẽ can thiệp vào động cơ, hộp số, vô lăng và hệ thống ESP. Và xe cũng được trang bị là camera lùi. Đây, rất là nét luôn, cực kỳ nét. Mình thấy là cái camera này nó nét hơn là so với phiên bản trước, cực kỳ nét luôn. Và chúng ta cũng có một cái rèm che nắng phía sau. Đây, chúng ta có thể xoay máy quay chúng ta xem. Đó, rèm điện ha. Rồi, thêm một cái điều nữa là cái màn hình này, ngoài cái việc chúng ta điều chỉnh bằng cảm ứng ra, thì chúng ta có thể điều chỉnh bằng cái touchpad ở đây. Cái touchpad này cũng được thay đổi luôn so với phần trước, nó làm gọn hơn và nó thiết kế nhám ha, để tránh bị chày và để lại dấu vân tay. Và ở trên đây chúng ta cũng có một cái nút cảm ứng để chúng ta điều khiển ở trên, rất là tiện dụng luôn. Kiểm tra xem, xe chúng ta không có hệ thống nước hoa ha, air balance, mình rất là thích hệ thống này. Rồi chúng ta chuyển máy quay sang cái phần ghế nha.
cái phần ghế của chiếc A Class cái kiểu rất là đẹp, cái kiểu uốn lượn dạng thương gia, nhìn nó rất là bắt mắt với những cái đường chỉ may rất là đẹp. Nhưng giá như cái chất liệu ghế này nó cao cấp hơn một chút nữa thì sẽ thích hơn. Đây chứ mình chỉ được dùng cái ghế da Artico thôi, da tổng hợp thôi chứ chưa phải là da cao cấp ha. Rồi, chúng ta sẽ chỉnh cái vị trí ngồi của chúng ta sao cho đúng cái tư thế lái ha. Đây, đây chính là cái tư thế lái của mình đây. Bây giờ mình sẽ ra phía sau để xem chiếc E200 Exclusive mới này như thế nào nha. Mình đang ngồi ở phía sau cái khoang nội thất của chiếc E200 Exclusive. Đúng là một chiếc xe thương gia. Chúng ta ngồi ở trước cũng rất là thú vị và chúng ta ngồi sau cũng rất là thoải mái. Đây, cái phần chân này, mình cao 1m73. Bạn thấy cái phần chân rất là rộng luôn. Phần dưới chúng ta có cái khoảng để bàn chân này. Độ ngã rất là vừa phải, rất là thoải mái. Da mềm tuy chưa phải là da cao cấp nhưng đủ độ mềm để chúng ta có thể thư giãn. Và chúng ta có một cái bệ tựa tay. À, phía sau chúng ta có hai hốc gió được mạ chrome rất là chuẩn chỉ luôn. Và ở hai thành cửa cũng được trang bị là hộp gió. Đó. Và đặc biệt nữa là khi mà chúng ta ngồi ở phía sau á, chúng ta có thể điều chỉnh được nhiệt độ và tốc độ gió riêng biệt cho hàng ghế sau. Ê, rất là hay luôn. Phía sau chúng ta cũng có một cái rèm này, che nắng này. Đó, tổng cộng phía sau chúng ta có 3 cái rèm. Đây. Và ở trên chúng ta chưa có cửa sổ trời. Cá nhân mình không thích cửa sổ trời. À, tại vì ở Việt Nam mình rất là nóng các bạn, rất là nắng. Thì cửa sổ trời tất nhiên nó sẽ nhìn nó hay hơn, có gì đó nó xịn sò hơn, nhưng mà nó sẽ hấp nhiệt vào khá nhiều. Nhưng rất là may nha các bạn, là chiếc E200 Exclusive này, cái phần trần ở trên của chúng ta được thiết kế cái màu sáng, nên là tuy là không có cửa sổ trời nhưng mà cái xe nó vẫn có cảm giác rất là thoáng cái xe chứ không bị bí ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lái thử chiếc E200 Exclusive mới này để xem nó vận hành như thế nào nha. Mời các bạn. Ok, chúng ta sẽ thắt cái dây an toàn vào nha. Dây đai tự động siết lại. Đây là hệ thống độc quyền của Mercedes, hệ thống Pre-Safe ha. Khi mà chúng ta gặp tình huống nguy hiểm á, chúng ta thắng gấp, hoặc là xe phát hiện ra phía trước chúng ta có nguy cơ gặp nguy hiểm thì cái dây này sẽ tự động siết lại ha. Hai dây hàng ghế trước sẽ tự động siết lại, ghế sẽ tự động dịch chuyển để cái đầu chúng ta không đập vào đây. Cực kỳ an toàn luôn. Và khi mà có sẽ xảy ra va chạm đó thì có một cái rất là hay nữa là cái loa nó sẽ phát ra một cái luồng âm thanh có tần số đối nghịch với âm thanh va chạm để bảo vệ hai cái màng nhĩ của chúng ta không bị tổn thương. Rất là an toàn luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ về D nha. Cần số cũng nằm ở trên, thao tác rất là nhẹ. Khi chúng ta về D thì thắng tay sẽ tự động nhả luôn. À, và khi chúng ta quên nhả tay, thắng tay cũng sẽ tự động kéo lên. Cực kỳ tiện dụng và an toàn. Rồi, chúng ta sẽ lên đường nha. Wow, cầm vô lăng một chiếc E-Class mới cứng. Đúng thật sự khi mình lái chiếc E, mình tuy là chỉ là nhân viên thôi, nhưng mà khi mình lái chiếc E, tự nhiên mình cảm thấy mình có cái gì đó hơi doanh nhân, hơi thành đạt. À, không hiểu sao. Đó, đúng là cái chất của chiếc E rất là nhẹ nhàng luôn các bạn. Vô lăng rất là nhẹ, da nappa xoay rất là sướng. Nhưng không phải là cái vô lăng này nó nhẹ một cách hời hợt và tuột lút ha, mà nó vẫn có độ bám nha các bạn, để tạo chúng ta cái độ phấn khích, cái độ cảm nhận mặt đường, đánh lái rất là chính xác luôn. Đây. Và như mình nói á, chiếc xe này có một hệ thống rất là mới, rất là hay. Tuy mới mà cũ, có nghĩa là từ cái năm 2016 á, tới năm 2020 á, thì cái hệ thống này dường như nó đã không có trên những cái dòng xe Mercedes nói chung. Đó chính là tính năng hỗ trợ thắng chủ động. À, xe sẽ phát hiện ra cái vật cản phía trước và hỗ trợ thắng
một phần lực thắng cho mình. À, hay mình còn gọi cho dễ hiểu là tự thắng đó các bạn. Rất là an toàn luôn. Và chiếc xe cũng được trang bị là 9 túi khí xung quanh xe. Mình đang đi ở chế độ comfort, rất là êm. Đúng thật sự là cái động cơ tăng áp cuộn kép này, nó đã giúp chiếc xe hạn chế được rất là nhiều cái độ trễ chân ga. Bây chúng ta tăng tốc thử nha. Wow. Wow, rất là bốc luôn. Mình nhóm ga nhẹ thôi. Và cái độ ăn của cái thắng rất là nhạy luôn. Cực kỳ nhạy. Qua G cực kỳ êm. Và chúng ta vận hành chiếc xe này, chúng ta đi xa, chúng ta sẽ có hệ thống là cảnh báo mất tập trung. Chiếc xe sẽ dựa vào 70 yếu tố bên trong xe để phát hiện là à, chúng ta đang mệt đó, cần phải tấp vô lề để nghỉ ngơi đi. Bằng cách nó sẽ hiện lên một cái ly cà phê ở trên cái màn hình và kêu để cảnh báo chúng ta. Và khi chúng ta di chuyển trong nội thành, bất chợt chiếc xe máy tạt ngang đầu. À, tạt ngang đầu. Chúng ta đạp thắng mà đạp không đủ lực, đạp yếu đó, thì nó cũng sẽ tự nhận biết luôn. À, nó sẽ hỗ trợ thêm một phần lực thắng cho mình. Mình chỉ mới 27 tuổi thôi, nhưng mà cái cảm giác mình ngồi trong chiếc E200 Exclusive này, nó không hề già. Nó không hề già, nó vẫn mang lại cho mình cái cảm giác gì đó chín chắn, nhưng vẫn rất là trẻ trung. À, cái gỗ này thật sự mình phải nói lại một lần nữa là khi mà ra ngoài trời nắng, nó ánh lên, đây mới qua cho ánh lên những cái đường vân cực kỳ đẹp luôn. Thật sự cái gỗ này mình rất ấn tượng luôn, rất ấn tượng. Rồi chúng ta đã lái thử chiếc xe này. Rất ấn tượng, một chiếc xe không những là an toàn, êm ái, mà còn mang lại những cảm giác lái vần vô răng rất là thú vị. Chúng ta cùng nhau đi qua chi tiết chiếc E200 Exclusive mới này. Một chiếc xe sang trọng, lịch lãm nhưng cũng vô cùng cá tính. Với mức giá 2 tỷ 310 triệu, theo mình đây là một con số cực kỳ hợp lý với chiếc xe mới này. Và nếu các bạn qua ngân hàng, các bạn chỉ cần trả trước tối thiểu là 460 triệu tiền vốn sẵn có, còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ các bạn. Các bạn thấy chiếc xe này như thế nào? Hãy cho mình lắng nghe ý kiến của bạn bằng cách comment ở phía dưới video này. Và nếu các bạn có nhu cầu tìm hiểu thêm chi tiết, lái thử chiếc E200 Exclusive mới này, hãy liên hệ ngay với mình theo số điện thoại 0934 091 193. Và nếu thấy clip hay, cho mình một like, nhấn vào nút chuông để theo dõi những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.